Chấn đá pháp môn Quán Âm. Chấn: tu hành phải ăn chay, nếu có bệnh, uống thuốc có thịt động vật được không? Sư phụ: không, người tu hành pháp môn Quán Âm một chút thịt cũng không được ăn. Quý vị tu theo một môn phái nào khác có thể tùy tiện, đừng hỏi sư phụ. Chúng tôi tu pháp môn Quán Âm không để ý đến những chuyện nhỏ đó. Chúng tôi muốn được trong sạch, muốn được một đời giải thoát, muốn toàn bộ nghiệp chướng đều được rửa sạch trong đời này, không muốn thiếu chúng sinh một thứ gì. Chúng ta cần phải phát tâm từ bi, không vì muốn bảo dưỡng thân thể của mình mà giết hại những động vật khác. Đây là chuyện không công bình. Sinh mạng của động vật cũng giống như sinh mạng của chúng ta vậy. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, làm sao có thể giết một sinh mạng để bảo dưỡng một sinh mạng khác? Hành động như vậy, làm sao chúng ta có thể trách cứ rằng cọp là một loài giả thú? Chính chúng ta cũng trở thành loài giả nhân, bởi vì chúng ta cũng giết sinh mạng để bảo vệ thân thể này. Cũng như cọp sát hại sinh vật khác để bảo dưỡng sinh mạng của nó vậy. Cả hai có gì khác nhau không? Phong độ con người của chúng ta ở đâu? Con người và động vật khác nhau ở chỗ nào? Cần phải hỏi mình cho rõ ràng. Vấn: hút thuốc có ảnh hưởng đến tu hành không? Sư phụ: sẽ có. Những người hút thuốc phải từ từ thay đổi, nhưng những người tu pháp môn Quán Âm sẽ sửa đổi rất mau. Có người sau khi truyền tâm ấn lập tức bỏ được ngay, chính họ cũng không hiểu tại sao. Nhưng cũng có người thay đổi tương đối chậm. Tu những pháp môn khác không nói đến chuyện này. Bởi vì quý vị hỏi, sư phụ nói cho quý vị rõ ràng. Những người hút thuốc đều có những chúng sinh Atula dây chung quanh. Chúng sinh Atula rất thích mùi thuốc lá. Chúng ta hút thuốc có nghĩa là mời khách Atula đến mà chính mình cũng không biết. Những người hút thuốc càng ngày hút càng nhiều, bởi vì những chúng sinh Atula ấy sẽ gọi bạn bè thân thuộc của họ đến cùng nhau chia sẻ, lợi dụng thân thể của chúng ta để ngửi những mùi thuốc ấy. Những người hút thuốc bị người khác lợi dụng mà không biết. Vấn: khi đạt được đẳng cấp cao của tự tại, có giống như Lão Tử nói đến vô vi không? Sư phụ: vâng, cũng tức là vi vô vi. Kinh Kim Cang cũng nói như vậy. Độ chúng sinh nhưng không có chúng sinh được độ. Đó cũng có nghĩa là vi vô vi. Những người đại tu hành đều nói giống nhau. Giê-xu Ki-tô nói: tay phải của vị bố thí thì đừng để tay trái biết. Ý nghĩa cũng là vi vô vi. Một số người nói những điều này tưởng mình đã hiểu rõ, thật ra không hiểu. Bởi vì khi chưa đạt được trình độ cao, chúng ta chỉ biết được mặt chữ mà không thể nào hiểu rõ được ý nghĩa thật. Phải đợi cho đến khi đạt được đẳng cấp này, lúc ấy mới thật sự là vi vô vi. Đến lúc đó chúng ta độ hằng hà sa số chúng sinh, nhưng không có một chúng sinh nào được độ. Như vậy có phải là ảo diệu lắm không? Đây là sự thật. Không phải Lão Tử nói dối, cũng không phải Phật Thích Ca Mâu Ni làm cho người ta hoảng sợ. Sự thật là như vậy. Độ hàng hà sa số chúng sanh, nhưng không có chúng sanh được độ. Đây là tình trạng thực sự của vi vô vi, nhưng rất ít người đạt được đến đẳng cấp này của Phật. Sau khi đạt được rồi mới có thể hiểu được ý nghĩa mà Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Lão Tử đã nói. Những người phàm phu chúng ta không thể nào hiểu rõ được hoàn cảnh này. Vấn: tại sao lại có thể tức khắc khai ngộ? Lực lượng như thế nào? Sư phụ: quý vị hỏi sư phụ tại sao lại có thể tức khắc khai ngộ. Sư phụ hỏi quý vị tại sao lại không? Khi suy nghĩ, không nên để tư tưởng quá phủ định. Cần phải nghĩ khẳng định, cần phải lạc quan. Tức khắc khai ngộ là một chuyện rất dễ dàng. Chúng ta có cái chìa khóa, chỉ cần biết chỗ mở là lập tức có thể mở ra. Mọi người đều có Phật tánh, sư phụ biết Phật tánh ở đâu, có thể lập tức nói cho quý vị nghe, thì tại sao quý vị lại không thể tức khắc khai ngộ? Đây là một chuyện rất hợp lý, vì không hiểu cho nên mới không khai ngộ. Biết mở ở đâu thì lập tức có thể khai ngộ. Vấn: có người tự sát, nếu tụng kinh siêu độ hoặc là thỉnh pháp sư dùng trung tâm cứu độ bí pháp thì có thể giúp linh hồn thoát khỏi địa ngục không? Nếu không thể, gia đình phải làm gì để giúp đỡ người chết sớm thoát ly khổ ải?
Sư phụ, không có nhiều phương pháp lắm. Khi ngày giờ của họ đến, họ sẽ tỉnh dậy. Nhưng phải trải qua rất lâu, rất lâu. Trăm ngàn vạn ức năm mới có thể tỉnh dậy. Tự sát là chuyện rắc rối nhất. Quý vị thấy người nào muốn tự sát là khuyên bảo họ. Nếu vì thiếu tiền sinh sống, có thể đưa họ đến để sư phụ nuôi, không nên để họ tự sát. Tự sát rồi không thể cứu được, tụng kinh vô ích, phải đợi đến khi chính họ tỉnh dậy, bởi vì lúc họ chết. Ý thức rớt vào một nơi rất u ám, dừng lại nơi ấy với sự suy nghĩ rất bi quan, cho nên không thể tỉnh dậy một cách nhanh chóng. Giả dụ còn sống, chỉ cần tư tưởng thay đổi thì có thể lại đi lên. Nhưng lỡ chết rồi, thì từ một tư tưởng tâm tối rất khó có thể chuyển đến một tư tưởng khai ngộ, sáng lạng. Cho nên tự sát rất là nguy hiểm. Nhấn, xếp bằng ngồi thiền và xếp một chân hoặc duỗi chân ra có những công dụng gì khác nhau? Sư phụ, thân thể của chúng ta mỗi người mỗi khác. Mỗi người thích hợp những tư thế ngồi khác nhau. Ví dụ có lúc cảm thấy ngồi không yên thì có thể ngồi xếp bằng, như vậy mới có cảm giác được ổn định. Có lúc thân thể mệt quá, không thể ngồi xếp bằng thì ngồi ghế cũng được. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào tình trạng thân thể của chúng ta mà lựa chọn, chứ không nhất thiết phải ngồi cố định một tư thế nào. Nhấn, lúc tịnh tọa có nên chia ra thành buổi sáng, buổi trưa, buổi tối? Lúc tịnh tọa có cần phải tịnh ý hoặc là niệm chú ngữ nào không? Sư phụ, tịnh tọa không cần phân biệt thời gian mà tùy thuộc vào sự tiện lợi của từng cá nhân. Ví dụ chúng ta đi làm mà không thể ngồi thiền buổi trưa hoặc buổi tối, vậy chúng ta có thể ngồi thiền buổi sáng. Cho nên không cần có thời gian cố định. Nếu có thể, ngồi thiền buổi sáng tốt hơn vì chúng ta mới thức dậy, tinh thần rất tốt, đầu óc cũng thanh thản, không bị những phiền não bên ngoài nhiễm vào. Tuy nhiên, có khi buổi sáng hoặc buổi tối ngồi không định, ngược lại, buổi trưa lại ngồi tốt hơn, cho nên thời gian không nhất thiết. Ngồi thiền có rất nhiều phương pháp, không biết quý vị dùng phương pháp nào. Ngồi thiền vốn không nên niệm một thứ chú gì, ngay cả lúc phải niệm chú. Chú ngữ phải có pháp sư truyền mới có một chút lực lượng, chứ không phải đọc sách niệm chú là đủ. Tu pháp môn Quán Âm với sư phụ là đơn giản nhất, không cần phải hỏi nhiều như vậy. Tâm ấn rồi sẽ biết, chỉ cần mỗi ngày y theo chỉ thị của sư phụ mà làm, không nhất định phải hỏi thầy giáo nhiều như vậy. Nhấn, thọ Bồ Tát giới có thể nấu mặn cho người khác ăn không? Như vậy có phạm giới không? Sư phụ, không phạm giới, có thể nấu mặn cho người ta ăn, nhưng tốt nhất là không nấu. Vạn nhất phải làm, tuy không phải là nghiệp chướng của chúng ta, nhưng cũng có cộng nghiệp. Nhấn, tại sao lại dùng nhang để cúng tế? Tại sao Phật không ngăn cản được tai nạn trên thế giới? Sư phụ, bởi vì chúng ta thích như vậy. Trước đây khi đón tiếp một vị vua, người dân thường đều lập đàn hương án để trước mặt, biểu lộ sự tôn kính của họ đối với vị vua đó. Đón tiếp một vị vua của phàm phu đã như vậy, huống chi là đón tiếp một vị Phật. Vì nguyên cớ này chúng ta dùng nhang để lại Phật. Đạo gia dùng nhang để lại những vị thần mà họ tôn kính. Không phải ai cũng tu hành. Phật pháp thật vô biên, nhưng không thể ép buộc người ta tu hành. Giả sử có một vị Phật ra đời, chúng ta tin tưởng Ngài, học với Ngài, dựa vào lực lượng của Ngài và lực lượng của chính mình. Nếu như cả thế giới đều cùng với vị Phật tại thế ấy học, cùng làm một công việc, thế giới đương nhiên sẽ không có tai nạn. Như chúng ta đều biết, từ xưa đến nay, người tu hành chân chính rất ít, còn những người không tu hành, muốn làm gì thì làm. Họ không tin tưởng nhân quả, không tin tưởng đạo đức. Họ giết người, cướp của, bắn nhau, xâm nhập vào nhà của người ta, chiếm lãnh thổ, quốc gia của người khác. Tất cả đều vì không tin tưởng nhân quả, không tin tưởng Phật tại thế. Tất cả đều không tu hành, cho nên mới không thể ngăn cản những hoàn cảnh tai nạn ấy. Không phải Phật không có lực lượng. Phật có thể đem toàn thế giới này tiêu diệt hoặc là tạo ra một thế giới mới, nhưng Phật không làm. Tại sao vậy? Ví dụ quý vị có con cái, có đứa nhỏ về nhà làm bài vở không tốt
Quý vị có thể chỉ dạy nó một chút, nhưng không thể viết bài dùm cho nó. Cho dù có viết bài cho nó và nó được tốt nghiệp, đứa trẻ cũng rất ngu. Tuy chính quý vị đã tốt nghiệp, nhưng không thể giúp con cái làm bài vở của nó. Cho nên có những con em của các thầy giáo cũng rất ngu, phải vậy không? Có khi cha mẹ tuy rất thông minh, nhưng con cái của họ lại không có gì đặc biệt. Những việc này đều là vấn đề cá nhân. Chúng ta nếu muốn ngăn cản tai nạn của thế giới này thì phải tu hành. Đừng có chờ người bên cạnh cùng tu với mình, cũng không nên đợi Phật đến hóa giải nghiệp chướng của chúng ta. Phải dựa vào mình và tu hành. Nếu như Phật có thể tu dùm cho chúng ta thì họ không cần phải đến thế giới này. Chúa Giêsu Kitô nếu có thể giúp chúng ta tu hành, Ngài cũng không cần đến thế giới này. Ngay cả Thượng Đế cũng không thể giúp chúng ta tu hành, cho nên Ngài mới đưa con độc nhất của Ngài đến đây. Ngay cả Thượng Đế cũng không thể lo liệu được tai nạn của thế giới này, huống chi một vị minh sư khi đến thế giới này với một xác thân của loài người. Vấn, xin giải thích câu Bồ đề vốn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhược trần ai? Sư phụ, đây là thể nghiệm cao đẳng của lục tổ Huệ Năng. Sau khi quý vị đạt được đẳng cấp này, tự nhiên sẽ hiểu biết, không cần phải giải thích cho rõ ràng. Lúc ấy có một người niệm một bài kệ của thần Tú cho Huệ Năng nghe. Sau khi nghe rồi, biết đẳng cấp của thần Tú không cao cho nên mới viết ra bài kệ này, dùng để biểu lộ trình độ tu hành của ông. Đẳng cấp của Huệ Năng cao hơn đẳng cấp của thần Tú rất nhiều. Ông hiểu rõ dạng vật đồng nhất thể. Ông đạt được đẳng cấp của không. Tuy nói là không, nhưng không phải trống không như vậy. Ý của ông là vô ngã, không chấp. Ông đạt được đẳng cấp tối cao này. Chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để giải thích được. Vấn, tiếng niệm Phật lớn nhỏ, cao thấp hoặc dùng tâm để niệm, công đức của những cách niệm này có gì khác nhau không? Sư phụ, niệm Phật dùng tâm niệm là tốt nhất. Công đức nhiều nhất là mặc niệm. Nhưng những điều này cần phải coi cá tánh của quý vị. Sư phụ nghĩ quý vị thích làm điều gì thì làm, miễn sao quý vị thấy dễ chịu là được rồi. Nói theo Quán Âm Pháp. Vấn, có những người tại gia tu hành thường bị người nhà phản đối, gây nên những chuyện lộn xộn, không vui vẻ, cần phải lo liệu như thế nào? Sư phụ, đây là vấn đề gia đình của quý vị. Sư phụ không thể giúp quý vị lo liệu được điều gì. Mỗi một gia đình có những chuyện lộn xộn khác nhau. Có người gây chuyện này, có người gây chuyện khác. Quý vị cần phải dùng phương pháp riêng của mình để lo liệu gia đình của mình. Nhưng những người tu hành phải dũng cảm, không nên vì vấn đề gia đình mà thối tâm. Đời đời kiếp kiếp chúng ta đều có gia đình, không thể nói chúng ta đợi đến đời sau rồi tu. Sau này trở lại biết đâu lại gặp phải gia đình còn rắc rối hơn, không phải chỉ có một người vợ, mà có thể có đến 20 người. Chấn, những người lập gia đình tu hành có thể đạt đến một cảnh giới nào? Sư phụ, điều này cần phải coi quý vị có pháp môn tốt không? Phải coi quý vị có minh sư giỏi không? Nếu có minh sư giỏi có thể thành Phật. Không có minh sư giỏi, cho dù không lập gia đình cũng không đạt được điều gì. Lập gia đình hay không không quan hệ gì với đạo. Lập gia đình là một chuyện rất bình thường. Con người cần phải nói giỏi tông đường. Chúng ta cần phải tôn trọng quyền lợi của cha mẹ. Có lúc chúng ta không muốn lập gia đình cũng không được, phải như vậy không? Giả sử ở trong nhà quý vị là đứa con duy nhất, cha mẹ sẽ ép buộc lập gia đình để nói giỏi tông đường. Đây là trách nhiệm bình thường của xã hội, là trách nhiệm bình thường của con cái, cho nên chúng ta không thể nói những người kết hôn là không tốt. Nếu những người đã lập gia đình là không tốt, vậy Phật Thích Ca Mâu Ni từ đâu đến? Sư phụ từ đâu đến? Quý vị từ đâu đến? Cho nên tìm được minh sư là điều quan trọng, chứ không phải kết hôn hay không kết hôn là quan trọng. Quý vị có biết Đại sư Duy Ma Cật không? Ngài là một trong những đại đệ tử lớn nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là một người tại gia rất giàu có. Ngài có vợ con, nhưng Ngài cũng đạt được quả vị rất cao. Các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni không được cao như Ngài. Xá Lợi Phất cũng sợ Ngài, A Nan sợ Ngài. Tất cả các tỳ kheo, tỳ kheo ni đều sợ Ngài,
sợ muốn chết, bởi vì Ngài có biện tài vô ngại, không ai có thể biện hơn Ngài. Cho nên chúng ta không thể nói những người tại gia không thể thành Phật. Có thể thành Phật, nhưng cần phải coi chúng ta tu như thế nào, coi thầy chúng ta tốt hay không, coi pháp môn chúng ta chính xác hay không. Vấn: Có phải Phật Pháp mới là con đường cứu cánh của người đời? Nếu phải, vậy những tôn giáo khác không phải là cứu cánh của người đời sao? Sư phụ: Không phải, sư phụ đã giảng qua rồi. Tất cả các tôn giáo đều tốt, nhưng chúng ta không khai ngộ, cho nên chúng ta không biết được tôn giáo tốt ở chỗ nào. Bất cứ tôn giáo nào cũng giảng cùng một đạo lý. Quý vị ở nơi đây tranh chấp Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, tôn giáo nào tốt, tôn giáo nào xấu, nhưng đối với sư phụ không có tôn giáo. Tất cả tôn giáo đều là Phật giáo, tất cả tôn giáo đều là lão giáo. Nhưng nếu chúng ta không khai ngộ, tất cả tôn giáo đối với chúng ta đều không có ích lợi gì. Quý vị tin tưởng bất cứ tôn giáo nào cũng được. Nếu muốn hiểu rõ tất cả tôn giáo đều tốt, sư phụ có một phương pháp giúp quý vị, đó là pháp môn Quán Âm. Pháp môn này sẽ giúp quý vị hiểu rõ thậm thâm vi diệu của các tôn giáo. Đến lúc đó chúng ta mới có thể phê bình, mới có thể phán đoán. Trước khi chúng ta hiểu rõ, chúng ta không nên nghe người khác khen Phật giáo hay, thì từ Thiên Chúa giáo nhảy sang Phật giáo. Nhảy được vài năm không có kết quả, hoặc nghe nói lão giáo hay, thì từ Phật giáo nhảy sang lão giáo. Nhảy qua nhảy lại chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi, không có ích lợi gì. Không cần phải nhảy đến nơi nào cả. Bất luận tin tưởng tôn giáo nào thì cứ lưu lại nơi đó. Sư phụ có một phương pháp giúp quý vị hiểu rõ tôn giáo mà quý vị đang tin tưởng hay như thế nào. Sau khi quý vị hiểu rõ rồi, quý vị mới có thể biết được tôn giáo của mình hay. Hiểu ý của sư phụ không? Bây giờ vẫn chưa hiểu rõ, không nên biện luận. Master Thanh Hải Vô Thường Sư khai thị vào ngày 10 tháng 5 năm 1988 tại Cao Hùng, và ngày 27 tháng 5 năm 1988 tại Đài Trung Formosa.